Vào chiều ngày 10 tháng 4, tiếp tục chuỗi chương trình xây nhà đại đoàn kết của phân ban hướng dẫn Phật tử dân tộc Trung ương, Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, trưởng phân ban Phật tử dân tộc Trung ương dẫn đầu, đã phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang và Ủy ban Nhân dân xã Nà Trì tổ chức chương trình khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Hoàng Văn Minh, sinh năm 1973, tại thôn Tân Sơn, xã Nà Trì, huyện Xín Mần. Thay lời chư tôn đức tăng ni Phật tử, các nhà hảo tâm ủng hộ chương trình, Thượng tọa Thích Quảng Tuấn phát biểu, nhấn mạnh giáo hội luôn nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc với phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Vì thế, phân ban Phật tử dân tộc Trung ương luôn vận động chư tôn đức tăng ni Phật tử tham gia tích cực phong trào từ thiện, an sinh, hỗ trợ cho nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn trong cuộc sống, góp phần thiết thực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà dột nát là nhiệm vụ trọng tâm. Kinh phí xây dựng dự kiến 120 triệu, trong đó phân ban hỗ trợ 80 triệu, kinh phí đối ứng của gia đình khoảng 40 triệu đồng. Dự kiến vào ngày 10 tháng 5 năm 2024 hoàn thành. Thay mặt cho cấp ủy chính quyền địa phương, ông Đỗ Văn Khiêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nà Trì xin được đón nhận tri ân tất cả các tấm lòng hảo tâm và hứa sẽ cùng với gia đình gìn giữ, trân trọng các tài sản trên. Kết thúc buổi lễ, chư tôn đức cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành địa phương làm lễ dâng hương và khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết trong không khí tràn đầy đạo vị.